10 ngọn núi lửa đáng sợ nhất thế giới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Bí ẩn. Và tất nhiên, có rất nhiều thông tin hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong video hôm nay. Như các bạn đã biết, những hiện tượng thiên nhiên như động đất, sóng thần, bão là những mối đe dọa tiềm ẩn đối với con người và núi lửa cũng vậy. Chúng ta hãy cảm thấy may mắn vì Việt Nam không nằm trong khu vực vành đai lửa hay như những quốc gia có núi lửa hoạt động như Indonesia, Philippines, Nhật Bản và cả nước Mỹ. Và các bạn có biết, khi núi lửa Vesuvius phun, nhiệt độ môi trường xung quanh nó sẽ lên tới 500 độ C và còn sức mạnh của núi lửa Krakatoa tương đương với 13.000 quả bom nguyên tử. Và còn rất nhiều những hỏa diệm sơn đang âm ỉ bùng nổ và gieo rắc nỗi sợ hãi cho con người. Sau đây, các bạn hãy cùng Top Bí ẩn tìm hiểu về 10 ngọn núi lửa đáng sợ nhất trong lịch sử. Núi lửa San Helens. Núi lửa San Helens ở Mỹ ngủ yên hơn 120 năm. Trước khi phun trào vào năm 1980, một trận động đất có cường độ 5,1 độ Richter gây nên vụ nổ ở sườn núi lửa San Helens. Vụ nổ khiến mặt phía bắc của núi sạt lở, cho bụi nóng và dung nham phụt lên với tốc độ yên nhóm 480 km/h và lan ra khoảng 24 km. Cùng lúc đó, một cột khói hình nấm có chiều cao gần 26 km bay lên không trung, phủ kín ba bang gần đó. 57 người và vài nghìn động vật chết vùi trong bụi. Còn tổng diện tích những khu rừng bị hủy diệt vào khoảng 320 km2. Vào năm 1982, Quốc hội Mỹ và Tổng thống Ronald Reagan quyết định thành lập đài tưởng niệm núi lửa quốc gia San Helens xung quanh núi lửa này. 9. Núi lửa Vesuvius. Vesuvius là tên một ngọn núi lửa nằm ở vịnh Naples, phía nam Italia. Nó phun trào hơn 30 lần kể từ khi người ta biết tới sự tồn tại của nó. Lần phun trào khủng khiếp nhất xảy ra vào năm 79. Cho bụi và dung nham phun ra khỏi miệng núi trong nhiều ngày, bao phủ hoàn toàn hai thành phố Bombay và Stabia. Nhiệt độ môi trường khi đó lên tới 500 độ C. Sức ép của hơi nóng khủng khiếp đã khiến nhiều người dân ở xung quanh núi lửa chết mà không kịp có phản ứng tự vệ hoặc tỏ ra đau đớn. Đó là kết luận của các nhà khảo cổ Italia sau khi nghiên cứu 80 bộ xương bị vùi trong tro bụi ở những ngôi mộ thuyền quanh chân núi Vesuvius. Đợt phun trào của núi lửa Vesuvius cũng làm thay đổi dòng chảy của sông Sano và nâng cao đáy bờ biển. 8. Núi lửa Mauna Loa. Mauna Loa, ngọn núi lửa lớn nhất thế giới, nằm ở bang Hawaii xinh đẹp của Mỹ. Nó có đỉnh cao gần 4.175m. Mauna Loa cũng là núi lửa hoạt động thường xuyên nhất thế giới. Kể từ năm 1843 tới nay, nó đã phun trào 33 lần. Trong đó, lần cuối cùng xảy ra vào năm 1984. Vụ phun trào lớn nhất trong 100 năm qua của Mauna Loa diễn ra vào năm 1950, khi dung nham phun lên từ một khe nứt dài 20 km. Vụ phun trào kéo dài 23 ngày, với 376 mét khối dung nham chảy xuống biển trong chưa đầy 4 tiếng. Tuy không gây tổn thất về sinh mạng, vụ phun trào vẫn phá hủy hoàn toàn làng Ho'okena Moka. Tuy được đánh giá là có khả năng phun trào trở lại, song hiện nay Mauna Loa vẫn là điểm thu hút du khách bậc nhất khi đến Hawaii. 7. Núi lửa Mayen. Mayen là ngọn núi lửa cao khoảng 2.460m, có hoạt động mạnh và bất ổn nhất trong số 22 núi lửa trên toàn Philippines. Đầu năm 2018, sau vụ nổ rung chuyển cả ngọn núi, dòng dung nham nóng chảy phun từ núi lửa Mayen đạt tới độ cao gần 700m, khiến hơn 40.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo tính mạng. Trong lần hoạt động năm 2010, núi lửa Mayen đã phun ra khoảng 8.900 tấn nham thạch mỗi ngày. Philippines nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, tên gọi dành cho các chuỗi đảo được hình thành do hoạt động của núi lửa. Vụ phun trào thảm khốc nhất trong lịch sử hiện đại Philippines được ghi nhận vào năm 1991, khi núi lửa Pinatubo nằm cách thủ đô Manila khoảng 100 km. 6. Núi lửa Kilauea. Núi lửa Kilauea cao 1.246m là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên thế giới và là một trong năm núi lửa ở đảo lớn của Hawaii. Vào tháng 5 2018, núi lửa Kilauea phun trào dung nham, tạo ra một đám mây tro bụi cao đến 9.000m cùng với một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực này. Đây là đợt phun trào lớn thứ hai trong 100 năm qua tại Hawaii. Dung nham từ núi lửa đã phá hủy tổng cộng 671 căn nhà, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp khoảng 2.000 cư dân và có khoảng 890 hectare đất đai trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận phun trào. Chính phủ Mỹ đã phải phân bổ hàng chục triệu đô la Mỹ để giải quyết khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi núi lửa.
5. Núi lửa Pinatubo. Khi núi lửa Pinatubo trên đảo Luzon, Philippines phun trào vào năm 1991, lượng tro sulfuric mà nó giải phóng khiến nhiệt độ toàn cầu giảm 0,55 độ C. Trước đó, Pinatubo ngủ yên trong 6 thế kỷ. Vào năm 1990, một trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra cách núi lửa khoảng 100 km về phía đông bắc, gây nên những trận lở đất và khiến hơi nước bốc lên từ núi lửa. Cơn địa chấn đó tạo điều kiện thuận lợi cho Pinatubo bùng nổ vào năm 1991, giết chết khoảng 7.000 người. Do nhiều nhà khoa học dự đoán được thời điểm hoạt động của núi lửa, nên chừng 5.000 sinh mạng được cứu thoát. Tuy nhiên, vụ phun trào tạo nên một trong những cảnh tượng môi trường đáng nhớ nhất của con người từng chứng kiến. Đây là vụ phun trào núi lửa lớn thứ hai trong thế kỷ 20. 4. Núi lửa Nevado de Ruiz. Cuối năm 1985, thị trấn Ibn Amaro của Colombia đã bị nhấn chìm trong dòng siêu magma phun trào từ núi lửa Nevado de Ruiz, gây nên thảm họa thiên nhiên lớn nhất tại đất nước này và xếp thứ tư trên 10 thảm họa núi lửa lớn nhất trong lịch sử. Vụ nổ đã kéo theo 35 triệu tấn đất đá, dung nham siêu nóng di chuyển với tốc độ 480 km/h từ đỉnh núi xuống, đã phá hủy bất kỳ công trình, cây cối nào mà nó đi qua. Có khoảng 700.000 tấn khí sulfur dioxide cũng được giải phóng, tạo thành đám mây và rơi dày xuống các khu vực lân cận. Chỉ khoảng 1/4 người dân của thị trấn này may mắn sống sót, khoảng 5.000 người bị thương. Số người thiệt hại bởi thảm họa Nevado de Ruiz lên đến hơn 23.000 người, thiệt hại về vật chất vào khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, tương đương 20% tổng sản phẩm quốc dân của Colombia vào thời điểm đó. Ba, núi lửa Sabria Hill. Trước năm 1995, hòn đảo nhỏ Caribbean thuộc Montserrat là một địa điểm du lịch tương đối yên tĩnh, một lãnh thổ hải ngoại của Anh với dân số khoảng 11.000 người. Sau đó, ngọn núi lửa Sabria Hill đã tỉnh giấc sau giấc ngủ dài kể từ thế kỷ 17. Thủ đô Plymouth và 20 khu định cư khác đã bị phá hủy hoàn toàn. Hàng chục người bị thiệt mạng và hàng ngàn người đã được sơ tán giữa các đợt phun trào trong nhiều năm sau đó. Hơn 7.000 người dân chuyển đi và nguồn thu từ du lịch không còn. Ngày nay, ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động nhưng đã tương đối yên tĩnh kể từ đầu năm 2010 và gần một nửa hòn đảo vẫn còn được quy định là một vùng cấm xâm nhập. Hai, núi lửa Krakatoa. Krakatoa là hòn đảo núi lửa nằm giữa đảo Java và đảo Sumatra của Indonesia. Vào năm 1883, Krakatoa tỉnh giấc với sức mạnh gần 13.000 lần quả bom nguyên tử, âm thanh phun trào của khói và dung nham bay xa tới vài nghìn km. Vài trăm người trong một thị trấn trên đảo Sumatra gần đó chết gần như ngay lập tức khi những đám tro đỏ được đốt cháy nhà của họ. Hoạt động của núi lửa Krakatoa gây nên những cơn siêu sóng thần và chúng cuốn người dân ra biển. Khoảng 36.000 người thiệt mạng vì thảm họa. Còn đảo Krakatoa chìm xuống đáy đại dương. Tuy nhiên, vào năm 1927, các nhà thám hiểm tìm thấy một hòn đảo mới mọc lên tại vị trí của đảo Krakatoa. Người ta gọi nó là Anak Krakatoa. Ngày nay, Anak Krakatoa vẫn phun trào dung nham vào không khí. 1. Núi lửa Tambora. Tambora là núi lửa dạng tầng trên đảo Sumbawa, Indonesia. Ngọn núi có độ cao khoảng 2.770m so với mực nước biển. Vụ phun trào dữ dội của Tambora vào năm 1815 khiến khoảng 10.000 người chết ngay lập tức bởi những dòng sông nham thạch, hơn 70.000 người chết do hậu quả khí hậu nó để lại. Thảm họa tự nhiên này còn dẫn tới sóng thần khủng khiếp và nạn đói tràn lan. Châu Âu khi đó cũng khốn đốn vì sự suy giảm nhiệt độ. Bản thân núi lửa Tambora co lại với vài nghìn mét, con đỉnh của nó biến thành một hố lớn. Theo sách kỷ lục thế giới Guinness, đây là ngọn núi lửa chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại. Giờ thì các bạn đã thấy sự đáng sợ của những núi lửa chưa nào? Trong số 10 ngọn núi lửa mà Tóp Bí Ẩn vừa giới thiệu, bạn thấy hỏa diệm sơn nào đáng sợ nhất? Và vì sao? Dù là rất đáng sợ khi phun trào, nhưng bình thường, chúng vẫn là những điểm du lịch rất hấp dẫn. Vậy bạn đã có dịp khám phá những ngọn núi lửa thật sự ngoài đời? Nếu có dịp, bạn muốn chiêm ngưỡng địa điểm nào nhất? Không biết ở Việt Nam có ngọn núi lửa nào không nhỉ? Có bạn nào biết thì hãy chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận nhé. Và đừng quên chia sẻ video để mọi người cùng thưởng thức. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.